Sáng ngày 19 tháng 11, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, chùa Huệ Chiếu, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, Ban trị sự tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ để điểm lại một số Phật sự trọng tâm và triển khai các công tác Phật sự quan trọng sắp tới, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ trì cho phiên họp có Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng chư tôn đức tăng ni, các ban diện Thường trực Ban trị sự đã về tham dự chung. Tại phiên họp, chư tôn đức đã lắng nghe Ban thư ký Ban trị sự, chư tôn đức các ban chuyên ngành trực thuộc báo cáo một số công việc liên quan đến kế hoạch tổ chức đại lễ vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, việc in ấn lịch thiệp trước xuân, thông báo công tác đoàn đại biểu đi tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, chư tôn đức ban Thường trực Ban trị sự đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho các nội dung trên, đồng thời triển khai công tác tổ chức đại lễ vía Đức Phật A Di Đà tại lễ đài chính chùa Huệ Chiếu, phường Ngô Mây, diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 nhằm 17 tháng 11 âm lịch. Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Quảng Xã đã tán thán tinh thần làm việc cũng như sự tham dự đầy đủ của chư tôn đức tại buổi họp. Đồng thời, Hòa thượng cũng ghi nhận mọi nỗ lực đóng góp của tăng ni Phật tử trong những Phật sự được hoàn thành tốt đẹp, nhất là công tác tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh Kon Tum vừa qua. Dưới sự đoàn kết và tinh thần làm việc như vậy, hy vọng các hoạt động Phật sự trong tỉnh sẽ đạt được những thành tựu như chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, Ngài cũng đã nhắc nhở chư tôn đức tăng ni luôn sống có kỷ cương, luôn sống trong tinh thần đoàn kết hòa hợp để đưa Phật giáo Kon Tum ngày càng phát triển và vững mạnh. Nhân ngày lễ 20 tháng 11, với tinh thần tôn sư trọng đạo, chư tôn đức thường trực cùng quý Phật tử đã kính dâng lãng hoa cùng những lời chúc tốt đẹp đến Hòa thượng Trưởng ban, người thầy khả kính dẫn dắt những người học trò luôn đi theo con đường thượng cầu chánh pháp.